Messi cùng với tiền vệ De Bruyne và tiền đạo Erling Haaland là ba ứng cử viên vào chung kết đề cử tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa năm 2022 đến năm 2023 của UEFA. UEFA giải thích trường hợp Messi lọt vào top 3 đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, bởi nếu chỉ xem xét thành tích ở câu lạc bộ PSG, siêu sao người Argentina không có một mùa giải thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, bài viết của UEFA làm rõ, màn trình diễn của Messi tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina mới thực sự gây chú ý. Messi đã trở thành người Argentina đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup kể từ thời Diego Maradona. Anh ghi được 7 bàn thắng, đoạt quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất tại vòng chung kết. Vào tháng 3, anh cũng trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử đạt được 100 bàn thắng ở các trận đấu quốc tế, UEFA cho biết. Trong mùa giải năm 2022 đến năm 2023, Messi đã đoạt các danh hiệu lớn bao gồm vô địch World Cup, quả bóng vàng World Cup và vô địch giải League 1. Trong Champions League, anh thi đấu 7 trận, ghi 4 bàn và có 4 pha kiến tạo thành bàn, cùng với một lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tại các giải trong nước với PSG, Messi thi đấu 32 trận, ghi 16 bàn và có 16 pha kiến tạo thành bàn. UEFA cũng chỉ ra 3 trận đấu trong mùa giải năm 2022 đến năm 2023, khi Messi thi đấu với màn trình diễn hàng đầu, bao gồm trận vòng 16 đội World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Úc, trận chung kết với đội tuyển Pháp và trận giúp PSG thắng câu lạc bộ Maccabi Haifa với tỷ số 7-2 tại Champions League. Messi hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ PSG và đang cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA.